phá đi, bỏ đây, rót. Trời ơi, ngày của nó mà nó không mệt là chuyện lạ. Nó bi gì với mày nói chuyện. Trời, thank you, thank you. Sao tư. Này nó không nồng bằng thả lời nhưng mà good. Là whisky mà. Đây, happy birthday nha. Come on, happy birthday. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Are you too? Oh. Oh, say thank you again. Thank you. Wow. Good day. Thank you. Wow, ngoài ngoại lợi nè. Đây là của cá. Wow, cá cũng có nữa hả? À? Oh, nhiều quá quý. Ôi, cá cá này có tiền hả? Trong nội hả? À. Oh, wow. Wow, cá cá cho nhiều luôn quý. Thấy không? Xịn. Cá cá đọc cho. Cá cá đọc cho. Cá cá đọc. Đọc. Đi. Ethan nó cũng biết đọc. Ethan biết đọc mà. Ethan biết đọc không? Rồi, đây, đây, ngồi đây, ngồi đây. Nè, quay qua đây, qua đây. Ngồi, Ethan đọc lớn rồi. Em mốt nữa, hai người kia nó đọc. Mốt hai người kia nó lớn đọc cho rồi. Giờ Ethan đọc coi. Vô cái chai thuốc để quên. Okay. Ô, hay kìa. Con, y tà đúng này nó đọc giỏi ghê ta. Trời ơi, giờ đi học lớn rồi, nó biết rồi. Wow. Wow, cái giờ giỏi, y tà giờ giỏi ghê ta, biết hết rồi. À, mốt hai thằng kia nó sẽ biết đọc luôn rồi đó. Này, ông nội không? Đi không? Không biết. Một. Oh, thank you, thank you, Ethan, ca ca, ok. Ethan, qua ngồi đây. Ethan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hanoi. Happy birthday. Ai! Yeah. Bắp đê ba ăn trước chứ. Trời ơi, sao mình lo. Trời ơi, ăn trước ăn sau cũng giống như vậy, con khỉ gì. Khi cho nó mệt. Cái là gì? Đây chưa? Toby. Pumpkin. Thấy không? Ethan. Ăn là hành chung tới đây nè. Hai đứa ăn chung chung với nhau. Hành nói kêu lính như anh này mặt lính. Giống nhìn giống như con của mua em. Rồi giờ anh xách cái xe đạp một chiếc một tay luôn á. Ừ. Xe đạp gì? Xe đạp. Không phải. Nhìn nó quý nhìn nó. Đeo cái này nè, đeo cái cổ nè. Nó mát. Nó mát. Không mát. Không, ba đi đâu á, bậy bạ nó giật điện. Because dad gardens a lot in his house. So you wear it and it cools you down. Yeah. Yeah. And it purifies the air. So when you're like mowing the grass and stuff.
Cái này đi làm vô chắc nó kêu tôi bánh nhiều không? Mốt đây đi làm đi phơi rã cái đeo vô đi không? Chứ đừng đi làm. Nó giống như cái fan như vậy. Cái này mà đi làm vô nó ok mày làm nhiều nữa hơn nữa nè cho. You want to try? No, 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 okay, on and thấy được cái này bé không? Mấy đứa nhỏ đỡ nóng nè. Vậy hàng trăm con xong rồi bán lại liền rồi ba. Trăm con trăm second hand rồi cũng mấy em chứ nó khó là kêu phẫu thuật là không có gì hết. Ảnh hưởng không có gãy xương không gì chứ á. Mình nghĩ cái dây thần kinh mình nó bị con gì lúc ta